ba cây sụp già giữa lòng quốc lộ và chuyện mang bệnh khi chặt cây thiên. Trên quốc lộ 25 tồn tại ba cây sụp hàng trăm năm tuổi, mỗi khi những bác tài đường dài đi ngang qua phải dừng chân khăn vái cầu cho hành trình lái xe an toàn. Thời gian qua đã xuất hiện lời đồn đại về sự linh ứng từ những cây cổ này. Những người dân xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, Phú Yên hay kể nhau những câu chuyện linh thiêng và sự trừng phạt của cây thành linh. Nếu ai dám mạo phạm, có nhâm người đã vô tình chặt đứt vai nhánh cây, sau đó đã bệnh một trận thập tử nhất sinh, nhắc đến ai cũng sợ, một người dân nói. Ly kỳ lời đồn đoán, từng vực nhiều người ý định chặt bỏ cây. Cây sộp cổ thụ này nằm án ngữ giữa tâm đường quốc lộ 25, con đường liên tỉnh nối giữa Phú Yên và Gia Lai, hàng ngày lượng xe lưu thông rất nhiều làm cho giao thông qua lại vô cùng khó khăn. Thấy chúng tôi đứng sắm soi cây sộp, ông đoàn công án 54 tuổi, xã Hòa Thắng khuyên nhủ mấy chú đừng có đụng chạm gì tới cây này, nó thiêng lắm, mà phạm đến nó xem như có chuyện. Trước giờ không ai dám chặt hoặc nhổ đi nơi khác, thế nên bây giờ vẫn còn nằm ở vị trí vô duyên này. Thuận miệng ông Án cho biết thêm, cách đây mấy năm cơ quan chức năng đã cử một nhóm công nhân xuống phá cây để mở rộng đường. Lên ứng thay khi chuẩn bị răng dây, một chiếc xe máy của nhóm công nhân bỗng nhiên ngã nhào xuống kênh mương chính Bắc của hệ thống thủy nông Đồng Cam. Cả ngày hôm đó, công nhân lo tìm chiếc xe bị cuốn trôi, không còn thời gian để làm việc. Cả ngày hôm đó, Công nhân lo tìm chiếc xe bị cuốn trôi không còn thời gian để làm việc. Đến ngày hôm sau, vừa cầm máy để cưa, bỗng một công nhân bị một cành cây gãy đè xuống. Gần 10 ngày ròng rã, nhóm công nhân chẳng làm gì được những cây sộp này. Họ chỉ mới cưa một nhánh nhỏ thì hơn một nửa số người bị bệnh một trận suýt chết mà không biết nguyên nhân. Nhiều nhóm công nhân mang rựa, máy cưa, xăm soi một hồi rồi ra về. Hiện nay, đoạn đường nói trên đã mở rộng một làn đường đi bọc bên hông cây sộp, lấy ba cây sộp làm giải phân cách, chia làm hai làn cho xe lưu thông, ông Ấn cho biết. Theo lời kể của người dân, cách đây mấy năm, khi chưa sửa quốc lộ 25, đoạn qua những cây sộp, cung đường cong, eo hẹp, khiến nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra. Người dân địa phương mỗi khi đến khu vực này có cảm giác lạnh sống lưng. Ở đây, oan hồn tử nạn do tai nạn giao thông nhiều lắm, tán cây sụp khá nhiều tạo cảm giác u tối, ghê sợ. Có thời, một năm xảy ra hàng chục vụ tai nạn, số lượng bị thương nhiều vô kể, một người dân cho biết. Quốc lộ 25 trước khi giải phóng có tên đường 7, vào tháng 3 năm 1975 đã có cuộc tháo chạy 3.000 người dân từ Tây Nguyên xuống Duyên Hải miền Trung, đoạn đường gần những cây sụp, số lượng người bỏ mạng vì bom đạn rơi rất nhiều, chiến tranh ác liệt, thế nhưng cây sụp vẫn trơ trơ phát triển tốt. Theo quan sát của chúng tôi, ba cây sụp cao hơn 35 m đường kính gốc cây khoảng 3 đến 4 người ôm, tán cây xung xuê, mát rượi, những ai đi qua đây đều tạm dừng chân nghỉ mệt tìm hiểu về những câu chuyện ly kỳ liên quan tới ba cây sột. Có ngày gần trăm người tìm đến để thỏa chí tò mò, ngay tại gốc cây đã mọc lên một quán nước phục vụ mọi người. Những người dân trong xóm mỗi khi muốn làm việc gì hệ trọng hay ra gốc cây thấp hương, người dân hay đồn chuyện siêu huyền bí ly kỳ liên quan đến cây cổ thụ. Vị trí này được xem long mạch, nơi vị thần trú ngụ, cách đó không xa có hẳn một vực nước nóng phú sen nổi tiếng phía bắc núi bao bọc phía nam ruộng lúa trải dài cò bay thẳng cánh hễ dân làng đi ngang qua tỏ sự bất kính hoặc làm những chuyện không hay dễ bị ốm đau hoặc có chuyện xui xẻo bà con đã khuyên góp tiền lập một bàn thờ ngày rằm lễ thường xuyên hương khói bánh trái trầu cho đời sống gia đạo luôn được bình yên người dân đồn cách đây vài năm có một thanh niên ở xóm tính nết rất xấu sáng say chiều lại xỉn trong một lần đi nhậu về người thanh niên này lại leo lên cây ói vào góc ngay ngày mai bị tai biến liệt miệng và cổ sợ quá người thanh niên này liền chạy ra gốc cây sụp khắn vái hứa cúng để tà lỗi kể từ đó đến giờ anh ta không dám đụng tới một giọt rượu nào nữa gọi thầy về cúng cầu duyên cầu số đề đã có nhiều thầy sư cao tay về đuổi vong hồn rồi cũng ngậm ngùi chào thua. Mặc dù đã yểm bùa, dùng roi cá đuối đập mạnh vào cây, dùng chổi mây nhúng nước tiểu trẻ em, tro bùa, rải gốc cây nhưng chẳng hề hấn gì. Những cành cây ngày ngày xum xuê và được tiếng lên thiên như thường. Chẳng biết thực hư ra sao, nhưng một số người còn khẳng định những lúc đi làm đồng vào sáng sớm thường thấy một đứa trẻ mặc áo trắng nhảy từ cành cây này sang cành ngọn cây khác. Người dân còn theo dợt cả chuyện loài chim lạ hình dáng như heo đêm đêm bay trên ngọn cây và phát ra thứ tiếng nghe khó chịu. Trên thân cây có rất nhiều mắt, có đêm các con mắt phát sáng nhưng một chuyện mà những vị cao niên trong làng phải công nhận, cây sộp cổ có thể dự báo thời tiết gần như chính xác. Chị Bích Kiều 32 tuổi sống gần đó cho biết, hệ gốc cây chuyển sang màu trắng đục thì ngày mai trời bắt đầu có giông hoặc bão. Còn màu vàng sẫm trong tháng đó nắng to, lúa thóc nhà tôi được mùa trong những năm trở lại đây cũng một phần nhờ vào phần cây này. Vào năm 2012, xã Hòa An cách cây sộp hơn 10 km, có gần 10 người trung số. Thế rồi xuất hiện lời đồn bà con trong xóm Hòa An đã đến cây sộp xin. Thế là nhiều người dân khắp nơi đổ về cầu cơ, xin số để đánh đề. Thậm chí có những phụ nữ quá tuổi, không tự tin nhan sắc của mình đã vượt hàng trăm cây số để mang nhan khói trái cây đến gốc cây xin cầu đường tình duyên có người còn ở trọ những nhà xung quanh ngày ngày đến gốc cây cầu mong cây thần để mắc đến. Điều này đã gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Nhưng ở đây có không ít người cho rằng những câu chuyện được theo dệt như trên là mê tín. Như ông Mạch Vân, cựu chiến binh khẳng định, người ta bảo nhặt cành cây về sẽ bị quở đến chết. Thế nhưng, đứa cháu của tôi tình cờ một lần đi chăn bò về bẻ một bó củi, mấy năm nay có hệ hắn gì đâu trao đổi với chúng tôi một cán bộ địa phương cho biết nguyên nhân không chặt cây sộp để mở đường là bởi đoạn đường trên có độ nghiêng khá lớn nếu chặt cây mở rộng thì làng đường phía nam sẽ gia tăng thêm tai nạn ngoài ra cây sộp còn gắn liền với di tích lịch sử của làng đặc biệt trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ người trong làng bảo trên cây có nhiều mắt thần nhưng thực tế chỉ là lõi do chặt cây để lại mà thôi cây sột cổ thụ hàng trăm tuổi đã bay về vị trí cũ. Sau hơn 2 ngày bị chiếm đoạt, gây nên sự bức xúc với người dân địa phương, cây sụp cổ thụ hàng trăm năm tuổi đã được trồng lại nơi vị trí cũ. Theo người dân sống ở khu phố Trường Lưu, phường Long Trường, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh, suốt từ tối đến khuya hôm qua ngày 17 tháng 11, xe tải cùng nhiều nhân công đã đưa cây sụp cổ thụ đến vị trí cũ, nằm ven đường Trường Lưu và tiến hành đào đất trồng cây sụp trở lại. Đến sáng ngày 18 tháng 11, người dân của chúng tôi ai cũng hết sức vui mừng khi thấy cây sộp báu vật quý giá nhất của xóm làng sừng sững tại vị trí cũ mà nó tồn tại hàng trăm năm qua. Chúng tôi mong ước cây sớm bám rễ vào đất, đâm chồi nảy lọc và xanh tươi trở lại, người dân địa phương bày tỏ. Trước đó, Kiến thức đã đưa tin giữa trưa ngày 14 tháng 11, một doanh nghiệp chuyên về lĩnh vực bất động sản có nhiều công trình dự án về nhà ở trên địa bàn khu phố Trường Lưu đã ngang nhiên đưa nhân công, thiết bị máy móc, xe cơ giới đến các tỉa bướng hạ cây sụp cổ thụ tồn tại hàng trăm năm ở địa phương rồi đưa về trồng trong khuôn viên một dự án của công ty. Sự việc gây bức xúc tột đỉnh với người dân khu phố Trường Lưu, nhất là các cụ già, những người đã trải qua bao kỷ niệm gắn bó với cây sộp và xem cây cổ thụ này là báu vật, tài sản quý giá thiên liêng của dân làng. Bí thư chi bộ khu phố Trường Lưu cùng đại diện người dân đã gửi đơn khẩn cấp đến chính quyền địa phương để yêu cầu doanh nghiệp nói trên phải trả lại cây sộp, đồng thời đảm bảo cây phát triển trở lại bình thường cũng như phải xin lỗi người dân. Ông Phạm Văn Một, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường Long Trường xác nhận, ông cũng là người dân địa phương và được biết cây sộp có niên đại khoảng 200 năm tuổi. Nhiều người dân và chính quyền địa phương khẳng định cây sộp là báu vật tài sản chung quý giá của người dân khu phố Trường Lưu, cây có tuổi đời khoảng 200 năm. Ông Một khẳng định cây sộp cổ thụ không nằm trên bất cứ phần đất nào thuộc dự án của công ty này mà đây là tài sản chung của người dân. Vì vậy, việc ngang nhiên bướng hạ cây sộp rồi đưa về dự án của công ty là không thể chấp nhận được.